Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam bảy một bốn và bảy một Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn Paid for by Deirdre Thu Hà Nguyen for Assembly 2022 Lifestyle Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ ba đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Ở phần đầu thì Ngọc Lan đang nói đến cái chương trình mà Cowfresh. À, trợ cấp thực phẩm cho người dân ở California sẽ tăng lên 12.5% trong uh, người ta nói người ta nói là sẽ tăng liền tức là quý vị sẽ thấy ở trong thời gian sớm nhất là trong cái uh, cái tháng thẻ, uh, cái, thẻ của mình sẽ có cái số tiền đó nó tăng lên uh, và đã nói là ở tiểu bang Cali này có nhiều điều nó rất là thú vị uh, ví dụ như bắt đầu từ ngày hôm qua đó là ngày thứ năm ngày 6 tây tháng 10 thì ở ngay khu vực Los Angeles á, người ta lại cho cái chuyện mà ví dụ như là cái khu vực nhà của quý vị mà thấy xe sao chạy qua nó chạy qua chạy lại nó chạy lẹ quá đó à. thì bây giờ từ ngày hôm qua là họ cho cư dân ở đó đó được quyền lên ở trong cái cái giống như là cái giao thông cái cơ quan giao thông của của Los Angeles á. quý vị nộp cái đơn xin rằng là ngay chỗ tôi ở đó gắn mấy cái gờ mà để cho xe chạy ngang mấy cái bông để cho chạy ngang cho nó chậm lại đó thì được quyền yêu cầu gắn cái đó ở cái chương trình này á, nó ngưng 2 năm rồi thì bây giờ người ta là bắt đầu người ta cho làm lại và nguyên ở cái khu vực Los Angeles thì họ nói rằng là sẽ có 375 nơi sẽ được gắn gắn những cái đó tùy theo cái điều kiện ở chỗ đó như thế nào nhưng mà ở đây để cho mình thấy rằng là ở đây có nhiều cái điều Mình càng ở thì mình sẽ thấy nó thú vị Ví dụ như nó là ở à, xe trong xóm này Mà chạy lẹ quá thì bây giờ gắn cái đó Để cho nó giảm tốc độ Nghĩa như là ở trong những cái khu phố Chỉ tốc độ tối đa chỉ là 30 um, Dặm một giờ mà thôi Thì gắn cái đó quý vị sẽ thấy Mình đi đó có nhiều nơi Mà có nhiều chỗ nó gắn, làm sao nó gắn rất là nhiều Cứ chạy bụp 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 Cái xe mình nó cứ nhấm nhô nhấm nhô lên như vậy à, Rồi um, cũng sẵn đây Thì Ngọc Lan xin được nhắc lại Cái chương trình mà À, housing cũng dành cho à, dân cư ở khu vực à, LA mà hôm trước ngọc lan có đề cập tới và nhiều khán giả đã nhắn vô hỏi rằng là chưa có thật sự hiểu rõ là cái chuyện bốc thăm là làm sao à, như đã nói cái chương trình housing đó là ở đây ai cũng rất là thích cái chương trình này không phải riêng ở cali mà khắp nơi à, họ gọi là cái à, session tám thì 5 năm rồi thì bây giờ LA mới mở lại thì bắt đầu từ ngày 17 tây tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10 thì quý vị có thể vào để mà nộp cái hồ sơ này, nộp qua online. Quý vị vào ở trong cái, quý vị lên uh, online search cái chữ mà SACLA này nè, nó sẽ ra cái website đó. Người ta nói quý vị không, ở nhà không có internet thì quý vị ra những cái chỗ mà công cộng hay vào thư viện, quý vị apply. Uh, nó có nhiều cái ngôn ngữ để mà mình chọn. Uh, ở trong đó là có tiếng Anh, tiếng um, Hispanic, tiếng Hàn tiếng hoa à, tiếng à, tiếng à, dành cho những người mà ở khu vực mà philippines mà gọi là giống như là những cái quần đảo nam á rồi còn một cái tiếng là armenian thì ngọc lan không có biết cái khu vực này là cái tiếng gì nhưng mà không có tiếng việt nha quý vị không có tiếng việt cho nên là ai mà không đành tiếng việt thì quý vị cần người giúp đỡ thì họ nói rằng là sẽ có hy vọng rằng là sẽ có nhiều cái đơn xin và vì có nhiều nhưng mà cái nhu cầu mà nhà ở housing á nó thấp thành ra là người ta sẽ bốc thăm Bốc thăm có nghĩa là trong cái khoảng thời gian là từ 7 giờ sáng của ngày 17 tây tháng 10 cho đến 5 giờ chiều của ngày 30 tháng 10 thì trong khoảng đó là quý vị cứ việc nộp hồ sơ vô xong rồi sau đó với cái đóng hồ sơ đó ví dụ như là 10.000 hồ sơ mà cái số nhà người ta sẽ cung cấp cho quý vị là chỉ có 5.000 thôi thì người ta sẽ giống như là random họ chọn ra cái hồ sơ nào thì họ bắt đầu là họ họ duyệt, họ mời, họ coi có đủ tiêu chuẩn hay không thì họ sẽ gửi thư đến quý vị để mà họ mời những cái interview những cái phỏng vấn. Thì cái điều kiện mà cái cái tiền uh, income của những người mà có thể xin được housing đó thì như là ở đây quý vị sẽ uh, có những cái uh, cái uh, maximum là ví dụ như nhà một người thì là 41.700 rồi nhà bốn người thì là 59.500 vân vân thì tùy theo những cái điều kiện này để mà xin thì ai ở trong những cái tiêu chuẩn này quý vị có thể đều có thể nộp hồ sơ được hết. Um, cái hồi mà Ngọc Lan mới qua đó anh Trường vừa mới qua được 2-3 tháng đi làm ở trong một cái trung tâm người già cái tự nhiên cái lúc đó cái, có cái housing mà lúc đó mình không hiểu cái housing là gì chỉ nhớ là mấy bác ở trong đó đó đuôi nhau làm hồ sơ cái kêu là Ngọc Lan cứ làm đi cứ làm đi thì mình cũng theo mình làm mình nộp lúc đó mình mới qua mà thì đến đâu Ngọc Lan nhớ đâu khoảng 2 năm sau á Thư gửi về nhà kêu mình là sẽ điền tiếp những cái hồ sơ này tức là mình được chọn ra để interview mà lúc đó thì mình đã mua được cái mobile hôm nữa rồi cho nên từ chối luôn <laughs> housing là một cái chương trình của chính phủ để trợ giúp cho những người có lợi tức thấp à, có đủ tiền nhà để trả tiền nhà hàng tháng thì sau khi đó mà mình nộp đơn vào thì cái thời gian chờ đợi của mình sẽ là 5 năm 10 năm nó nhiều Không khi lâu biết hơn ra. tại vì nó còn tùy theo cái số lượng nhà À, mà người ta đã chấp nhận nè rồi người ta coi là bao nhiêu người nộp đơn nữa cho nên cái chương trình này nó, nó nó chờ đợi lâu lắm. Có nhiều người tới tới bây giờ đó vẫn còn đang chờ đợi sau khi là đã 10 năm hơn rồi. Wow, là Ngọc Lan vẫn nghĩ đến còn 10 chờ đợi năm thì chắc ừ. là nhiều khi cái đời sống nó thay đổi giống như Lan nói. lúc Ngọc Lan qua nộp cái đến lúc mà người ta kêu á lúc đó đâu khoảng Ngọc Lan nhớ chỉ khoảng 2 năm thôi lúc đó gửi thư về nhà trời ơi, cái nhìn ô oh, wow cái này là người ta kêu mình có thể là mình mình tiếp tục cái cái uh, việc mà xin housing nhưng mà lúc đó cái điều kiện mình nó đã thay đổi rồi thì mình không có nhận nữa N ngon lắm biết là khi mà mình nhận được một cái lá thơ từ ừ. bên phía cơ quan housing cho biết rằng là à, cái hồ sơ gia đình mình đã duyệt được rồi ừ. mình được chấp nhận để đi mướn một căn nhà tùy theo cái số người trong nhà của mình yeah. ví dụ như là nhà mình đông con đi mình được mướn cái nhà bốn phòng thì chính phủ sẽ thí dụ như một cái nhà bốn phòng trả tiền nhà hàng tháng là ba ngàn đi ừ. thì chính phủ sẽ giúp cho là hai ngàn năm trăm đồng ừ, à, tùy theo tùy theo cái tối đa nhập, mà chính phủ ha. cho à, dạ. à, cái thu nhập nữa còn lại bao nhiêu thì mình trả thì cứ mỗi tháng chính phủ gửi cái số tiền nó xuống là à, bao nhiêu tiền trợ giúp đó còn mình thì mình bỏ tiền túi ra một ít thôi rồi khi mà mình à, đã được chấp nhận hồ sơ đi kiếm nhà bốn phòng rồi giờ mình phải đi kiếm cái nhà bốn phòng mình coi báo mình coi uh, mà tùy theo thành phố nữa thí dạ, dụ đúng. như là cái người đó nộp đơn ở thành phố westminster tôi xin tôi muốn 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 được một căn nhà ở thành phố westminster thì họ, họ chấp nhận xong rồi mình phải đi kiếm một căn nhà trong thành phố westminster không biết bây giờ nó có thay đổi gì không thì tôi nhớ hồi xưa tới bây giờ đó là mình phải đi kiếm được căn nhà đó rồi mình kiếm được căn nhà bốn phòng đó rồi mình báo với lại cơ quan nhà nước cơ quan nhà nước mới gửi người xuống để mà kiểm tra coi căn nhà đó có đủ điều kiện hay không nữa ở à, những cái lối thoát hiểm như thế nào những cái ổ điện có được an toàn cho trẻ em ở trong nhà hay không có nước nóng nước lạnh như này kia thí dụ như vậy hoặc kiểm tra một cái chân danh sách an toàn cho những người mướn nhà nhà đó được ok rồi thì bắt đầu mình mới được dọn vô cái nhà đó mình ở thì uh, cái chương trình housing sinh đó uh, nói thì nó, nó nó lạ lắm mình nộp đơn thì có những khi thành phố mở ra thì người ta ào ào đi nộp đơn và người có nhiều khi nộp đơn rồi cũng quên luôn đó. quên luôn tại quên đâu? luôn tại vì chờ đợi rất là lâu đó ừ. chứ không phải là à như là chương trình phúc lợi food stem hay là đi ra lãnh tiền mặt cao quốc này kia đâu à, mình nộp đơn rồi một hai tuần sau được duyệt hay là không duyệt đó mình nhận được thơ liền còn cái này nộp đơn rồi sẽ nhận được cái thơ báo à, quý vị đang nằm trong danh sách chờ đợi và danh sách chờ đợi này có thể là 5 năm hoặc là 10 năm Thì mình cứ chờ đó thôi Thì đó là cái chương trình oh, Cái gì nó cũng có cái hay ha yeah. Chương trình phúc lợi housing cũng là một cái hay của chính phủ à, Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay